Mỗi một cầu thủ có câu chuyện riêng trong sự nghiệp của họ, không phải ai cũng dễ dàng được sống với đam mê trái bóng của mình. Một số phải vượt qua những khó khăn về kinh tế, gia đình, sức khỏe hay thậm chí là chính trị để theo đuổi ước mơ của mình. Một số khác lại may mắn có được những điều kiện thuận lợi để phát triển tài năng và trở thành những ngôi sao nổi tiếng. Messi, cầu thủ số 1 thế giới, phía sau ánh hào quang rực rỡ cũng là câu chuyện tuổi thơ không mấy bằng phẳng. Messi đã phải đối mặt với một căn bệnh hiếm gặp khi còn nhỏ, rối loạn tăng trưởng hormone. Cậu bé sinh ra ở Argentina đã phải tiêm thuốc hàng ngày để kích thích sự phát triển của cơ thể. Nhưng gia đình cậu không đủ khả năng chi trả cho chi phí điều trị. May mắn thay, khi Messi 13 tuổi, câu lạc bộ Barcelona đã nhận ra tài năng của cậu và đồng ý thanh toán cho việc chữa bệnh. Sau đó, như người ta nói, tất cả trở thành huyền thoại. Những cầu thủ Nam Mỹ nói chung luôn có những câu chuyện hậu trường cảm động và đôi khi là u tối, bởi họ đều sinh ra trong hoàn cảnh không mấy dư giả, phải đương đầu với nhiều khó khăn trong cuộc sống từ khi còn rất trẻ, cái tuổi mà những đứa trẻ khác chỉ cần lo ăn, lo học. Nhiều cầu thủ Brazil sinh trưởng trong hoàn cảnh u tối như thế, Firmino, Antony hay nhiều người khác. Bóng đá với họ không chỉ là niềm đam mê mà còn là một trong những con đường để họ đổi đời. Vì lẽ ấy mà có những người chấp nhận đánh đổi sự thật và cả danh dự để theo đuổi đam mê. Đó chính là câu chuyện của Casemiro, một cầu thủ Brazil khác cũng đã phải đi một con đường dài để có được ngày hôm nay. Casemiro là một trong những cầu thủ phòng ngự hay nhất thế giới hiện nay. Hiện tại, tiền vệ người Brazil đang thi đấu cho câu lạc bộ Manchester United và là đội trưởng của đội tuyển quốc gia. Anh đã giành được nhiều danh hiệu lớn như La Liga, Champions League, Copa America và World Cup U20. Tuy nhiên, ít ai biết rằng Casemiro đã có một cuộc đời khó khăn và phải nói dối để được chơi bóng. Casemiro sinh ra ở São José dos Campos, một thành phố ở bang São Paulo, Brazil. Bang São Paulo đến tận ngày nay vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề xã hội như bất bình đẳng, nghèo đói, bạo lực và tội phạm. Theo thống kê của Bộ Công an Brazil, bang São Paulo mà Casemiro sinh ra có tỷ lệ tội phạm cao nhất trong các bang của Brazil. Năm 2020, bang này ghi nhận 3.151 vụ giết người, 1.057 vụ cướp ngân hàng và 9.714 vụ bắt cóc. Ngoài ra, bang này còn là nơi hoạt động của nhiều băng đảng tội phạm lớn. Các băng đảng này tham gia vào các hoạt động buôn bán ma túy, rửa tiền, tống tiền và khủng bố. Chính bởi sự bất bình đẳng kinh tế dai dẳng diễn ra ở Brazil, gia đình Casemiro rất nghèo, sống trong một căn nhà chật hẹp và thiếu thốn nhiều thứ. Cha anh là Servando Casemiro, một người làm việc lao động bình thường cho một công ty vận tải với tiền lương ít ỏi. Mẹ anh là Venaccio Magda de Faria Casemiro, một người nội trợ không có thu nhập. Anh có một em trai tên là Lucas Casemiro. Anh không có nhiều cơ hội để học tập và phát triển bản thân. Chính vì thế bóng đá trở thành lối thoát của anh và cả gia đình cũng như bao cầu thủ Nam Mỹ khác. Casemiro đã chọn bóng đá là con đường để thoát khỏi cảnh nghèo khổ và đạt được ước mơ của mình. Anh đã chơi bóng từ khi còn nhỏ với niềm đam mê và tài năng. Anh đã được phát hiện bởi một huấn luyện viên của São Paulo, một trong những câu lạc bộ lớn nhất Brazil. Tuy nhiên, để vào được học viện bóng đá câu lạc bộ, anh phải nói dối về tuổi của mình. Anh đã dùng giấy khai sinh của em trai mình, Lucas, để gian lận tuổi. Lucas sinh ra sau Casemiro 2 năm, nên có tuổi phù hợp với yêu cầu của câu lạc bộ. Câu chuyện gian lận tuổi trong bóng đá có lẽ là điều chúng ta đều không quá xa lạ. Casemiro đã giấu sự thật này suốt thời gian học viện và thi đấu cho các đội trẻ của São Paulo FC. Anh đã trở thành đội trưởng của các đội U15, U17 và U20 của câu lạc bộ. Anh cũng được triệu tập vào các đội tuyển quốc gia ở các cấp độ tuổi. Sự thật về tuổi tác của Casemiro chỉ được tiết lộ vào năm 2011. Khi anh đã 19 tuổi, Casemiro đã thừa nhận rằng anh đã dùng giấy khai sinh của em trai mình, Lucas, để gian lận tuổi khi vào học viện bóng đá của São Paulo FC. Anh đã làm điều này vì anh quá yêu bóng đá và muốn có cơ hội chơi bóng ở một câu lạc bộ lớn. Anh cũng đã xin lỗi với gia đình, bạn bè và người hâm mộ vì sự lừa dối này. Casemiro nói, tôi đã làm điều đó vì tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội duy nhất của cuộc đời mình. Tôi biết rằng tôi đã sai và tôi xin lỗi với tất cả mọi người. Tôi hy vọng rằng họ sẽ tha thứ cho tôi và tiếp tục ủng hộ tôi trong sự nghiệp bóng đá của tôi. Sau khi tiết lộ sự thật, Casemiro đã không phải đối mặt với bất kỳ hình phạt nào từ São Paulo FC hay Liên đoàn bóng đá Brazil. Tuy nhiên, có một lời nói dối khác được Casemiro sử dụng vô hại hơn một chút trong lần thử việc đầu tiên tại São Paulo, và chính lời nói này đã giúp anh trở thành ngôi sao tiền vệ phòng ngự hàng đầu sau này. Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên truyền hình Tây Ban Nha khi anh còn thi đấu ở Real Madrid, khi ấy tiền vệ của đội tuyển Brazil 27 tuổi đã kể lại làm thế nào anh có thể được chơi bóng ở vị trí mà anh nổi danh đến ngày nay. Casemiro chia sẻ, khi tôi đi thử sức ở São Paulo, tôi là một tiền đạo. Casemiro nói trong cuộc trò chuyện với cựu cầu thủ và huấn luyện viên của Real Madrid, Jorge Valdano.
Tôi khá mạnh, tôi luôn là cầu thủ cao nhất ở độ tuổi đó và tôi thường ghi rất nhiều bàn bằng đầu. Khi tôi đến, tôi khoảng 12 hoặc 13 tuổi. Có khoảng 300 cầu thủ ở đó và họ chỉ chọn 50 người. Tôi nhớ rất rõ khi huấn luyện viên hỏi ai là thủ môn. Ba người giơ tay. Sau đó anh ta hỏi có bao nhiêu tiền đạo và khoảng 40 cậu bé giơ tay và tôi tự nói với mình. Có quá nhiều đối thủ cạnh tranh nên tôi sẽ không thi đấu ở vị trí tiền đạo nữa. Điều tương tự xảy ra khi huấn luyện viên hỏi có bao nhiêu tiền vệ và tôi cũng không giơ tay. Sau đó huấn luyện viên hỏi có ai là tiền vệ phòng ngự không? 7 hoặc 8 đứa trẻ giơ tay lên và tôi tự nói với mình. Ok, vậy thì tôi sẽ là tiền vệ phòng ngự. Trên thực tế, Casemiro là một tiền đạo, nhưng vì anh tự hiểu rằng mình quá khó để cạnh tranh với các đối thủ khác, nên anh đã lựa chọn nói dối rằng mình là một tiền vệ phòng ngự. Và như duyên số vậy, vị trí này đã làm cho anh trở thành ngôi sao trên thế giới, là một trong những người giỏi nhất ở vị trí này. Casemiro hài hước chia sẻ tiếp. Tôi đã tập luyện để làm tiền vệ phòng ngự trong suốt quá trình thử sức và huấn luyện viên có lúc đã kéo tôi sang một bên và nhận ra bạn không phải là tiền vệ phòng ngự. Bạn thi đấu ở vị trí tiền đạo, nhưng tôi vẫn lươn lẹo khăng khăng rằng tôi là tiền vệ phòng ngự và đó là nơi mọi thứ bắt đầu. Sau đó Casemiro đã được huấn luyện viên rèn luyện và chỉ dạy về các kỹ năng và chiến thuật của vị trí này. Anh cũng đã phát triển thể lực và tinh thần chiến đấu để đối mặt với những đối thủ mạnh mẽ và khó nhằn. Casemiro đã chứng minh rằng anh có tài năng và khả năng để trở thành một tiền vệ phòng ngự xuất sắc. Anh đã thi đấu cho các đội trẻ của Sao Paulo và đội tuyển quốc gia ở các cấp độ tuổi. Anh đã ra mắt cho đội 1 của Sao Paulo FC vào năm 2010, trước khi anh 18 tuổi. Anh đã ghi được 11 bàn thắng trong 112 trận cho câu lạc bộ này. Sau đó anh đã được Real Madrid quan tâm và chiêu mộ vào năm 2013. Tại Real Madrid, anh đã trở thành một trong những cầu thủ phòng ngự hay nhất thế giới. Anh đã giành được nhiều danh hiệu lớn như 3 lần La Liga, 5 lần Champions League, 3 lần FIFA Club World Cup và 3 lần UEFA Super Cup. Anh cũng đã được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của FIFA Pro World 11 năm 2022. Năm 2022, sau khi giành được danh hiệu Champions League thứ 5 cùng Real Madrid, Casemiro đã quyết định chuyển sang Manchester United với giá 70,65 triệu euro. Anh đã ghi được 4 bàn thắng trong 28 trận cho câu lạc bộ này. Anh cũng đã giúp Manchester United giành được EFL Cup trong mùa giải đầu tiên. Ở cấp độ quốc gia, Casemiro là một trong những cầu thủ quan trọng của Brazil. Anh đã ra mắt cho đội tuyển Brazil vào năm 2011. Khi anh 19 tuổi, anh đã giành được World Cup U20 năm 2011 và Copa America năm 2019. Anh cũng đã tham dự hai kỳ World Cup vào năm 2018 và 2022. Con đường Casemiro đi đã thể hiện rằng có sự nỗ lực và kiên trì theo đuổi ước mơ của mình, sẵn sàng đánh đổi tất cả, ngay cả sự thật về chính mình để theo đuổi đam mê. Anh đã chọn bóng đá là con đường để thoát khỏi cảnh nghèo khổ và cuối cùng Casemiro đã đạt được danh vọng và giàu có. Anh đã chơi bóng với niềm đam mê và tài năng. Tiền vệ người Brazil với tình yêu bóng đá cháy bỏng đã thích nghi và học hỏi vị trí tiền vệ phòng ngự, một vị trí không phải là sở trường của anh. Anh cũng đã thi đấu cho các câu lạc bộ và đội tuyển lớn nhất thế giới và đã giành được nhiều danh hiệu lớn. Casemiro là một ví dụ điển hình về sự nỗ lực và kiên trì để theo đuổi ước mơ của mình. Anh đã vượt qua những khó khăn về kinh tế, gia đình và tuổi tác để trở thành một siêu sao bóng đá. Anh cũng đã chứng minh rằng anh có tài năng và tinh thần chiến đấu để thi đấu cho những câu lạc bộ và đội tuyển lớn nhất thế giới. Câu chuyện của Casemiro đã truyền cảm hứng cho nhiều đứa trẻ khác, đặc biệt là những cầu thủ trẻ Nam Mỹ. Hành trình ấy như một lời khẳng định rằng, bất kể bạn đến từ đâu, bạn có thể vươn lên và thành công trong bóng đá nếu bạn có niềm đam mê, tài năng và sự nỗ lực. Và miễn là được chơi bóng với Casemiro, vị trí nào đi chăng nữa cũng chẳng quan trọng.